Dạ vâng, em xin chào tất cả chú bác cùng với tất cả anh em. Thì hôm nay Xuân Trang Shop sẽ gửi đến tất cả chú bác cùng với tất cả anh em những cái món đồ nghề phục vụ cho công việc của mình ha. Rồi thì bao gồm các mặt hàng như là cái bộ khẩu anh em, bao gồm các loại cần nè. Đấy, cái bộ lê ống màng máy nè, súng sơn em, thước cuộn ha, máy mài dao, các loại vít nhắn cổ, kìm chết, thùng đồ nghề, cảo của Mỹ ha. Và một số mặt hàng như là mỏ led và cưa, kìm anh em. Dạ rồi, thì trong cái quá trình mà anh em xem video chi tiết từng món, anh em thấy có món nào mà vừa ý hoặc đúng với nhu cầu của mình đang cần sử dụng ha, anh em liên hệ giúp em trực tiếp qua số điện thoại 0896996883. Anh em báo giúp em mã clip là 218 kèm với mã sản phẩm anh em đang quan tâm ha, thì mình sẽ trao đổi cụ thể hơn, chính xác hơn nha anh em. Rồi, còn về hình thức giao dịch mua bán bên em ha, những cái đơn hàng mà anh em chọn là ship code, ship COD, có nghĩa là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, thấy đúng với món hàng mình đã đặt với bên em rồi. Thì anh em nhận hàng, thanh toán tiền hàng, thanh toán luôn tiền phí vận chuyển giúp em, có cước phí đồng giá là 30.000 trên toàn quốc. Nhưng mà đó là những cái đơn hàng nhỏ và nhẹ, còn những đơn hàng to và nặng nó sẽ có cước phí cao hơn á. Thì cái đó em cũng sẽ báo rõ luôn cho anh em biết được cái cước phí vận chuyển. Thì cái đó là tùy theo bên vận chuyển họ thu thì em báo cho anh em ha. Còn về anh em chuyển khoản thanh toán trước thì cái đó mình sẽ trao đổi cụ thể hơn ha, trong cái quá trình mình trao đổi thông tin thì tùy theo món hàng nha anh em. Vậy rồi thì sẽ bắt đầu luôn cái phần chi tiết giới thiệu cho anh em từng món, cũng như là báo giá luôn cho anh em cái món đó. Anh em thấy vừa ấy thì ủng hộ hàng của em luôn nha. Dạ rồi, mã số 1 em giới thiệu cho anh em là một cái thước lá dài 60cm ha, một cái thước lá dài 60cm. Đây là của hãng Shinhwa anh em hả, hãng Shinhwa đại hàng của Nhật luôn ha. Rồi tổng thể anh em xem bên ngoài nè, nói chung là cũng nguyên vẹn và thẳng tắp hết em, còn khá là sáng. Thì mặt sau nó có một số vết rỉ ố ha. Đấy, mặt sau nó có một số vết rỉ ố nè. Đấy, nhưng cho mỏng nhẹ bên ngoài thôi, cũng không ảnh hưởng gì cả anh em. Bề mặt khá là góc cạnh này sắc sảo luôn ha. Đấy, từ đầu đến cuối ha anh em. Rồi, mặt phía trước ha thì các vân vạch kẻ thước của nó cũng còn rõ nét luôn nè. Đấy, không bị phai mờ gì hết ha. Đấy thì cũng một số vết nó bị nhăm tí xíu thôi. Đấy, coi như là từ 0 cho đến là 60cm ha. Từ 0 cho đến 60cm. Tình trạng anh em cũng nguyên vẹn luôn, một cái thước lá dài 60cm anh em, khá là dày anh em, cứng cáp luôn. Dạ rồi, mã số 1 thì cái cây này em đang để với giá là 200.000 anh em. Mã số 1 ha, một cái thước lá dài 60cm của hãng Shinhwa. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 2. Dạ, mã số 2 là một cái cây này anh em, là một cây bấm lỗ ha. Cái này bấm lỗ anh em, cái này thì hàng của Pháp sản xuất ha, made in cái này là Pháp sản xuất. Cái này rồi, cái này là tên, đây là cái bên đây có chữ nổi anh em, và 15 vậy ha. Thì em thấy anh em, này nó giống như một cái bấm lỗ nè. Anh em xem ha. Đấy. Rồi, bấm xuống thì cái đầu bên đây thì nó sẽ ăn cái lỗ bên đây. Nó sẽ tạo một cái lỗ. Rồi, thì em biết là thông tin như vậy anh em. Tổng thể là lò xo cũng nguyên vẹn luôn, là thiết kế theo kiểu là cộng lực anh em. Nó dễ dàng thao tác ha. Bề mặt bên ngoài nè cũng nguyên vẹn luôn, không vấn đề gì hết anh em ơi. Cái này tình trạng cũng không bị reset sâu gì hết ha. Đấy, thì để em thử luôn cho anh em nha. Cái này á thì em không biết là nó dùng với chất liệu gì ha, thì bấm lỗ chất liệu gì, nhưng mà em muốn thử lên cho anh em thì nó mới ra hình dáng của lỗ như thế nào ha. Ha anh em, ha đấy, nó lỗ tròn đều đẹp luôn ha anh em. Thì cái chất liệu này dùng cái miếng này, miếng nhựa ha, miếng nhựa này giòn thôi, không dẻo ha. Dạ rồi, thì cái lỗ của nó anh em, nó tạo ra nè, thì em sẽ đo cái lỗ của nó ha. Em đo đi, lỗ là 5 ly nè, cái lỗ của nó em ha, em tạo ra nè, em đo được 5 ly ha. Đó là cái thông tin của cái cây này. Một cây bấm lỗ của hàng của Pháp sản xuất. Đấy, tình trạng cái lưỡi nè. Cái này thì em không biết là nó dùng với chất liệu gì. Đấy, anh em xem ha. Dạ rồi, anh em có thể tháo ra mà giũa hay là thay thế cái mũi được luôn ha anh em. Dạ rồi, thì cái này tận hết chiều dài của nó là 29cm anh em, 29cm ha. Một cái bấm lỗ hàng của Pháp sản xuất, mã số 2, cái này em đang để với giá là 500.000 ha, mã số 2. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 3.
Và số 3 em giới thiệu cho anh em là một cái cây búa đinh, một cây búa đinh. Cái này là của hãng Dojo anh em, của hãng Dojo ha, hàng là made in Japan nè. Rồi anh em xem là bên ngoài nè, cái cán được thiết kế là bằng thép, cái phần bao tay cầm á thì bọc bằng nhựa mềm, anh em cầm nó dễ dàng ha, bám tay chắc tay nè, cân bằng rất là tốt luôn, anh em đóng đập nó chính xác ha. Dạ rồi, thì cái này anh em mặt lưới chống trượt của nó nè, nói chung là có một số vết rỉ ố nhăm nè, cơ bản thì cái mặt lưới này cũng còn khá là nguyên vẹn nè, tại vì cái này là hàng dùng lướt thôi anh em ơi. Bên đây có cái mặt đen như là, giống như một cái đe phụ ha, anh em tạm dùng. Bên đây cũng vậy luôn, trên đây thì cái đầu bẫy đinh nhổ đinh nè, đấy cũng còn khá là sáng mướt ha, anh em sử dụng thoải mái luôn ha. Đây anh em xem là bên ngoài nè, cái phần cán, cái phần này thì được xi mạ lên anh em, nước xi cũng khá là sáng thôi. Thì thật ra thì trong video anh em hơi khó thấy nha, nhưng mà thực tế nó cũng một số vết, nói chung là chạy sơ sơ trên đây anh em, chứ nó không thể nào mà mới 100% được ha. Đấy dạ rồi, còn phần cán thì cũng nguyên vẹn luôn, không có bị rách nứt gì cả anh em, nguyên vẹn luôn ha, khá là mềm luôn. Đấy dạ, tổng hết chiều dài của nó 36 cm ha, mà tổng hết chiều dài là 36 cm. Cân nặng của nó là cân nặng là 700g anh em, nặng 700g ha, rất là vừa vặn cho anh em sử dụng nè, đóng đinh ha, đinh lớn đinh gì đó ha. Đấy, cân bằng nó chính xác, anh em đóng đập thì nó rất là ngay chính xác luôn. Trên này có cái mọc trên đây ha, những cái mọc luôn, xung quanh bên ngoài còn khá là mướt. Dạ rồi, mã số 3 cây này em đang để với giá là 250.000 một cây búa đinh của hãng Dojo, hàng made in của Nhật ha, Sapa. Tiếp theo thì hôm qua mã số là 4, và mã số 4 là một cây mỏ lít răng của hãng Rigid ha, của hãng Rigid. Thì cái này anh em, thật ra là cái mẫu này cũng giới thiệu nhiều video rồi thật ra thì cái này như vậy thì đôi khi có anh em xem rồi, cũng có khi anh em chưa xem ha, thì có anh em cũng giới thiệu. Và thì cái này là mẫu này là 10 size 14 inch, cán là hợp kim nhôm, và cái hàm của nó là nó thiết kế là thẳng với lại cái thân, thì để những cái vị trí mà cái ống của mình nó mà nằm sát tường á, mà sát góc á, anh em đưa vào anh em vặn được ha. Đấy, cái này nó sẽ đáp ứng cho anh em cái nhu cầu đó, là cái mỏ lít mở những cái ốc mà sát, mà những cái ốc mà những cái ống anh em, cái ống mà nó sát tường mà nó sát góc ha, anh em đưa vào anh em vặn được nè. Đấy, nó không có bị cấn vướng ha. Rồi, bên ngoài anh em, răng nè của nó nè, tình trạng ha, không có bị mẻ dập gì hết. Tuy nhiên có một số vết khờn ở trên đây, cái vết khờn không nào mới 100% được ha. Đây, một số vết khờn trên đây. Rồi phía dưới, phía trên luôn, răng phía trên luôn anh em. Đấy. Tình trạng ha, nó cũng không có bị mẻ dập gì cả. Chỉ bị những loại vết khờn thôi nè. Cơ bản thì những cái này mà anh em trồng vào cái ống tròn nó sẽ bám rất là tốt rồi. Anh em sử dụng thì thoải mái, không lo sợ vấn đề gì cả ha. Rồi cái này thì em đang mở hàm đây. Em đang mở hàm đây là hơn 60 ha, hơn 60 ly. Có nghĩa là những cái ống mà 60 á, anh em đưa vào bám ha, anh em vặn mở được luôn ha anh em. Không vấn đề gì hết. Giờ đây tổng hết chiều dài của nó ha là 35 cm anh em. 35 cm ha, chất liệu là cán hợp kim nhôm nè, cho anh em nhẹ nhàng nè, anh em dễ dàng làm việc, anh em mang đi nó cũng dễ hơn, không có bị nặng nề. Trong quá trình làm cũng không có nặng nề ha anh em, nhẹ nhàng cho anh em dễ dàng luôn hoạt động sử dụng ha. Dạ rồi, thể cân luôn thử cho anh em ha, nắm được cái cân nặng của nó, tại vì nó nhẹ mà phải có cái cân nặng đúng không. Tổng trọng lượng của cái này nó chỉ có 1 kg thôi anh em, và tổng trọng lượng cái này có 1 kg ha. Cái phần thân này là bằng nhôm, cái hàm này và cái chốt này bằng thép ha. Dạ rồi, mã số 4, cái này em đang để với giá là 400.000 ha, một cái mỏ lết răng của hãng Rigid size 14 inch, hàng của Zio đây ha anh em ha, hàng của Zio đây. Dạ rồi, tiếp theo thì hôm qua mã số 5. Mã số 5 em giới thiệu cho anh em là một cái kéo cắt tôn ha, một cái kéo cắt tôn. Đấy. Ha, một cái kéo cắt tôn. Đây, tên hãng gì ha anh em, tên chữ gì đó mọc đóng trên đây nè. Đây, trên này nữa anh em. Thì cái này là hàng của Zio ở đây á anh em. Nhưng mà đây là hàng nội địa của Mỹ á. Và cái mẫu này ha anh em, chắc thép này rất là cứng ha. Ha, rất là cứng mà đanh luôn nè, anh em sử dụng thì thoải mái luôn, cắt những cái tôn mà nó dày được luôn ha anh em. Cái lưỡi nè anh em xem nè, còn khá là mướt đẹp luôn ha. Đấy, tuy nhiên là có một số vết rỉ ố nám nhâm trên đây thôi, nói chung là cái này cũng không ảnh hưởng gì cả, anh em mà về sử dụng ha thoải mái luôn, không vấn đề gì hết.
anh em qua một thời gian sử dụng anh em có thể mài dũa được luôn nè ha, mài dũa được luôn ha. Đấy, tuy nhiên là những cái kéo cắt to anh em đây có mấy lớp cái thép hai lớp nha anh em, anh em cắt này không cần phải mài dũa gì đâu ha. Và tổng hết chiều dài của nó anh em, tổng hết chiều dài là 30 cm em ơi, 30 cm ha, một cái kéo cắt to, thiết kế cán nó dài nè để tạo một cái đòn bẩy lớn, anh em có thể cắt nó lực hơn ha, thì cắt những cái ton mà nó dày á thì anh em cắt nó nhẹ hơn, nó dễ dàng cắt hơn cho anh em ha, anh em dễ dàng làm việc hả. Dạ rồi, mã số 5 cái này em đang để với giá là 400.000 ha, mã số 5 một cái kéo cắt ton của dưới đây. Dạ tiếp theo thì em qua mã số 6. Mã số 6 là một cái kìm bấm cót anh em, một cái kìm bấm cót. Cái này là của hãng Lobster ha, kìm bấm cót của hãng Lobster, con tôm. Tình trạng cái này còn khá là mới luôn anh em. Anh em xem bên ngoài là cái nước, cái bề mặt của nó nè, còn láng mượt luôn ha. Cái phần cán cầm thì bao tay cũng nguyên vẹn luôn, còn rất là sáng đẹp luôn ha. Cái đây là cái dòng kìm cót AK15A, AK15A Made in Japan. Cái này của hãng sản xuất là hãng Lobster ha, có chữ Zig luôn. Thì anh em xem bên ngoài cái đầu của nó nè, nói chung là chỗ này có hai vết này nhem nhem đi đây thôi nè, cũng không ảnh hưởng gì cả ha. Rồi tổng thể là nguyên vẹn hết, hoạt động sử dụng là cũng bình thường đấy ha. Thì có cái răng giữ lại cho anh em trong quá trình mà anh em bấm vào nè, sẽ giữ lại từng nấc ha. Đấy, cán là cán dài, nó nhẹ nhàng hơn cho anh em khi mà anh em sử dụng nè. Ngoài ra thiết kế theo kiểu cộng lực luôn, và cận cảnh bên trong này anh em, đây là cái kìm cót, nó sẽ có tổng cộng là 4 cái đầu cót ha, 1.25, 2.0, 5.5 và 8.0. Tuy nhiên á thì người sử dụng trước anh em, họ có điều chỉnh lại cái đầu 1.25 này nè. Tức là họ mài đi một cái đầu, một cái lưỡi bên đây để cho anh em sử dụng những cái cót tròn á. Để cho anh em sử dụng những cót tròn á, anh em bấm vào cót tròn mà anh em lắp vào trong mà phít cắm, hoặc là lắp vào trong ổ cắm hay là CB, anh em làm tủ điện á ha, thì họ có mài lại cái lưỡi phía bên 1.25 này phía bên đây. Thì khi anh em bóp ha, bấm cót á, thì nó sẽ tạo ra một cái lỗ này, thì đối sử dụng là cái những cót tròn anh em, những cót tròn đó anh em xem ha. Đó, rất là thuận tiện luôn, họ làm sẵn cho mình, cái như là tại người sử dụng trước nha, họ chế lại như vậy chứ không phải là cái cây này sản xuất như vậy ha nè. Đó, anh em sử dụng ha, thì anh em thấy mà đúng với nhu cầu của mình, hoặc là vừa cái ý thích vừa cái nhu cầu của mình sử dụng thì anh em cứ ủng hộ em nha. Đấy, nó sẽ, nếu mà ấy thì nó sẽ có là 4 đầu, còn là 3 đầu còn lại là đầu trắng vào ha, là 2.0, 5.5 và 8.0. Riêng cái đầu 1.25 thì họ sửa lại thành một cái đầu cót tròn. Chỉ rồi, tổng hết chiều dài của nó là 26 cm ha, 26 cm. Một cái kìm bấm cót mã số 6, cái này em đang đẩy với giá là 300.000 ha, của hãng Lobster. Anh em lưu ý kỹ ha. Đấy, họ chế lại như vậy, nhưng mà rất là đẹp anh em, bên trong rất là sắc sảo ha, không vấn đề gì hết anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 7. Mã số 7 là một cái kìm nguội ha, một cái kìm nguội anh em làm cơ khí hoặc là làm cái gì đó là liên quan tới kìm mà anh em sử dụng ha. Đấy, của hãng Mary. Rồi anh em xem nè, cái chất thép nè rất là mát lạnh luôn, rất là cứng ha. Chất lượng rất là ok ha. Rồi cái này anh em, hàm của nó là một cái hàm thẳng nè, con hàm cong có răng nè ha, bằng một cái lưỡi cắt luôn. Đấy, anh em sử dụng ha, rất là thuận tiện cho mình. Size này cũng khá là to, anh em kìm kẹp đồ, những cái đồ to lớn nặng ha. Đấy, thì tổng hết chiều dài của nó là 25 cm ha, 25 cm. Anh em xem trên bề mặt nè, đấy thì còn khá là láng mượt anh em, góc cạnh này sắc sảo ha, tuy nhiên cũng một số vết nhăm nhăm trên đây thôi, cắn nhẹ thôi anh em, cắn nhẹ trên đây thôi. Nói chung là cái này cũng khá là mướt đẹp luôn. Đấy, bên đây còn luôn cái vân phay của nó nè. Đấy, thì kìm em cũng đã xử lý hết rồi anh em, rất là nhẹ nhàng mượt mà luôn nè, trơn ha. Anh em về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải xử lý thêm gì nữa cả ha. Lưỡi nè anh em khít xác luôn nè. Đấy, để em thử luôn cho anh em bằng dây điện ha. Thôi nè, cắt cái này rất là ngọt ngào luôn anh em. Với cái kìm, cái lưỡi lớn mà cán nó dài to như thế này á, thì anh em cắt nó dễ dàng hơn, nhẹ hơn anh em, tại vì đồng bẩy nó lớn Rồi, trên này có cái mọc anh em, 101 gì đó, này em cũng không rõ rồi.
bên đây nữa. À dạ rồi, mã số 7 nha, cái này em đang để với giá là 400.000đ, một cái kìm anh em bề mặt còn láng mượt của anh em bóng bóng lón ha. Mã số 7 400.000đ. Đấy, đầu của anh em còn khá là bằng và khít luôn nè, đều đẹp luôn ha. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số là 8. Mã số 8 là một cái kìm mổ quạ, có cái hàm bằng nhựa anh em. Có cái hàm bằng nhựa nha. Thì cái này anh em chất liệu cán là bằng nhôm ha, bằng nhôm có cái vân ở trên đây nè, anh em cầm nó không có bị trơn trượt ha. Đó, cầm nó thoải mái hơn, nó giữ chặt hơn. Điều chỉnh ra vào trơn tru mượt mà luôn ha anh em. Đấy, cái này là của hãng Bluepon, ha, Bluepon của xíu ở đây. Cái model của nó này thì Bluepon này cũng là một số dòng tương đương với lại của Snap-on đó nè. Đấy, kén là bằng hợp kim nhôm, cái hàm là hàm bằng nhựa. Tuy nhiên thì cái hàm này cũng có một số dấu vết nó đã sử dụng qua trên đây. Anh em xem kỹ cận cảnh luôn. Hai cái hàm, nói chung là có một số vết chạy chỗ ở trên đây ha. Đấy, mặt bên đây, mặt bên đây. Anh em có thể là về gọi là sử dụng tiếp tục, hoặc là qua một thời gian nữa anh em có thể là độ chế lại cái phần lưỡi này bằng một cái cục nhựa khác. Thì anh em có thể là tháo lắp đây. Đó, anh em theo mẫu này anh em làm thôi. Chế một cái cục nhựa khác vào đây, lắp vào đây anh em sử dụng ha. Một cái kìm mổ quạ hàm bằng nhựa để cho anh em kẹp những cái đồ mà nó dễ bị chày xước, dễ bị cấn ha. Thì anh em sử dụng những cái kìm như thế này, anh em kẹp vào nó sẽ giữ lại mà nó không ảnh hưởng tới cái thiết bị ha, cái máy móc hay bất kỳ cái hàng hóa gì của mình ha anh em. Đấy, tình trạng nè, cũng còn nguyên vẹn, bề mặt khá là láng mượt luôn, của hãng Bluepon Zero đây ha. Chỗ này có cái chữ người sử dụng trước và khắc lên thôi. Đấy, hả, khắc xong rồi sửa lên nhé. Dạ rồi, à, hàm mỡ này cũng khá là to anh em. Hàm mỡ của nó em đo nè, tổng là 45 ly á anh em, 45 ly ha, 4.5 cm. Và tổng hết chiều dài của cái này á là 24 cm anh em, 24 cm ha. Một cái kìm mổ quạ bằng nhôm của Bluepon Zero đây, hàm nhựa, mã số 8, cái này em đang đề với giá là 200.000đ. À, do tình trạng là cái hàm nó còn hơi tệ một tí ha. Đấy, à, anh em về sử dụng tiếp, hoặc là anh em có thể là sửa lại, hoặc là anh em thay thế bằng cái cục nhựa riêng của mình, anh em tự làm vẫn được ha. Mã số 8 200.000đ. Tiếp theo thì qua mã số 9 là một cái mỏ led của hãng Lobster. Đây là cái dòng UM30 của hãng Lobster, con tôm là con tôm của Nhật ha. Lobster đây. Dạ rồi, anh em xem bên ngoài nè, nước xi ha. Thì tuy nhiên trên này anh em có một số vết gọi là chốc rỉ nước xi nhẹ trên đây nè, anh em xem nè, nói chung nó hơi ngà vàng ha. Cái này thì anh em về sử dụng là vẫn được, không vấn đề gì hết anh em. À đấy, anh em sống thêm tổng thể xung quanh ha. Đấy, mặt ngang nè, mặt sau lưng nè ha. Đấy, mặt bên đây luôn, UM30X. Rồi cận cảnh cái hàm của nó anh em, hàm còn khít xác ha. À, cái mặt này cũng đã có xử lý sơ lại cho nó thẩm mỹ hơn, anh em về sử dụng mặt bên đây luôn. Một cái mỏ led mỏng và được thiết kế là nhẹ để anh em mà làm việc nó nhẹ nhàng hơn. Anh em làm việc ở trên cao nè, hoặc anh em làm đem theo mà làm việc ở nhà, tại nhà khách, anh em đem theo thùng đồ nghề của mình ha, nó nhẹ nhàng hơn, nó không gây nặng nề. Tại vì nhiều món nhiều đồ nó sẽ gây nặng nề, khó lại di chuyển đó anh em, đến làm việc nó cũng khó khăn ha. Dạ rồi, hàm mỡ anh em cũng là chuẩn xác luôn ha, không vấn đề gì cả. Rung lắc thì chắc chắn nó phải có rồi, nhưng mà rung lắc này cũng rất nhẹ thôi anh em. Đấy. Dạ rồi, cái này hàm mỡ 30 anh em. UM là hàm mỡ 30 ly ha. UM 30 là hàm mỡ 30 luôn. Dạ, tổng hết chiều dài của nó là 20 cm, 20 cm. Một cái mỏ led anh em, mỏng, nhẹ của hãng Lobster, con tôm. Cái này mã số 9 em đang để với giá là 200.000đ. Đấy, cho anh em dễ dàng sử dụng luôn, anh em nhất là anh em làm điện lạnh nữa ha. Dạ rồi, leo trèo đồ trên cao mà này mang theo nó dễ dàng, không bị gọi là nặng nề gì hết. Mã số 9 200.000đ. Tiếp theo thì em qua mã số là 10. Mã số 10 một cái mỏ led thép đen. Cái này là của hãng Top. Cái này là cây thép đen của hãng Top, có chuẩn zig, chai là 250 ml. Rồi, của hãng Top luôn anh em, tổng thể luôn, hình thức bên ngoài nè. Đấy, model là H250P, hàng của Nhật Japan đây. Tổng thể hình thức bên ngoài ha, anh em xem nè, từ đầu đến cuối ha. Bên ngoài nói chung là cũng có một số vết rỉ ố nám ở trên đây nè. Đấy, anh em xem ha, tại vì bản chất cái chất thép của thép đen nó rất là dễ bị rỉ, tại nó cứng.
Thì thép nó nhiều á. Anh em, nhưng mà anh em về sử dụng tốt bình thường á, không vấn đề gì hết anh em. Đấy, nguyên vẹn hết nè. Hàm khi mà anh em khép lại nè. Khít xét luôn anh em. Hàm này cũng đã, mặt bên đây cũng đã có xử lý lại để cho anh em ha. Đẹp hơn, anh em về sử dụng anh em, mặt bên đây luôn. Đấy. Ra vào thì trơn tru mượt mà luôn anh em, không vấn đề gì ha. Rồi tổng thể là bên trong răng hàm này anh em, thoải mái luôn, không bị rung lắc nhiều ha anh em. Đấy. Dạ rồi, mã tổng hết chiều dài của cái hàm mở rộng được là cũng là 30 anh em, 30 ly ha. Tổng hết chiều dài của nó thực tế em đo đây được là 26 cm, 26 cm. Một cái mỏ led thép đen của hãng Top anh em. Size này cũng khá là vừa anh em sử dụng nè. Mã số 10, cái này em đang để với giá là 300.000 anh em. Thiết kế thép đen nữa, cứng cáp chắc chắn rồi, anh em sử dụng thoải mái. Và cái con sau anh em, lưu ý với anh em là cái con sau này của hãng Top nha. Hãng Top thì họ thiết kế hai con sau rời nối liền với nhau, là khi anh em sử dụng thì nó sẽ đẩy liền với nhau thôi ha, chứ cũng không phải bị gọi là nứt hay là gãy gì hết anh em. Họ thiết kế rời ha, thì có một đích riêng của họ, em cũng không rành cái đó ha. Thì cây nào nó cũng có như vậy hết anh em ha, chứ không phải bị nứt ha. Mã số 10, 300.000. Tiếp theo thì qua mã số 11 là một cái cưa của Silky. Một cái cưa của Silky, đây là dòng Gumboy, có máy Insapan đây anh em. Đấy. Đây là dòng Gumboy 240 anh em, chiều dài của cái lưỡi là 24 cm ha. Rồi anh em xem mà bên ngoài phần bao tay này cũng còn nguyên vẹn luôn, còn luôn những cái vân cái gai bám luôn ha anh em. Đấy, anh em sử dụng cái này cũng khá là mướt đẹp luôn anh em. Dạ rồi, thì bung ra này ha, nó sẽ có hai cái nấc. Nó đầu tiên nó thế này, nó tiếp theo thì nó cao hơn một tí nữa ha anh em. Đấy, tùy theo cái điều kiện của mình cần dùng, ví dụ như cưa thấp quá cái tay của mình nó không bị cắn vướng gì đó. Đấy, nó sẽ không có bị cắn vướng cái tay của mình, anh em cưa sâu xuống. Hoặc là anh em muốn để theo cái thế kiểu hơi căng một tí này, anh em cưa theo kiểu là trên cành gì đó. Rồi anh em xem trên bề mặt lưỡi của nó nè. Đây là cái lưỡi của nó, cũng là lưỡi nguyên zin của nó luôn, Silky Gumboy 240 Made in Japan. Cái hàng này cũng đã có sử dụng lướt qua anh em, tại anh em xem có những cái vết sọc ở trên đây nè. Tuy nhiên thì về cái răng của nó anh em, cái răng lưỡi rưa cưa ha, cũng khá là sát luôn. Lưỡi này là coi như là hai mặt hai bên. Thì khi anh em cưa á, nó sẽ tạo ra một cái đường rãnh, nó sẽ không có bị hiếp mà anh em dễ dàng cưa cắt luôn ha. Đấy, tình trạng cắt lưỡi cũng còn nguyên vẹn, không có bị mẻ răng nào cả. Dạ, tổng hết chiều dài của cây này em đo được đây là 50 cm ha, 50 cm. Chiều dài của cái lưỡi là theo thông tin nhà sản xuất là 24 cm anh em, 24 cm ha. Thì đấy, một cái cưa gấp của Silky Gumboy anh em sử dụng xong nè, anh em nhấn vào đây, anh em khóa cái lưỡi lại ha, ship cái lưỡi ra vào trong để nó bảo vệ được cái lưỡi nè, cũng như là không có bị cắn vướng cái tay chân của mình, anh em không bị ảnh hưởng ha. Mặt bên đây có một số vết nám đây. Đấy, dạ rồi, một cái cưa của Silky, đây là dòng Gumboy 240 mã số 11, cái này em đang để với giá là 300.000 anh em, mã số 11 300.000. Dạ, tiếp theo thì qua mã số 12. Mã số 12 em giới thiệu cho anh em là một cái cảo của Zio đây. Cái cảo này cảo rất là to anh em. Anh em cảo mà bu ly bật hay là bật đạn gì đó tùy theo anh em. Rồi, đây. Tên hãng gì anh em? Cái này là tên hãng là Owatonna vậy anh em, Owatonna Tool này ha, made in Zio ở đây nè. Em xem ha. Rồi có số hiệu luôn NO1003 vậy ha. Owatonna Tool mặt in dịu ở đây. Rồi anh em xem tổng thể bên ngoài nè. Nói chung là cũng nguyên vẹn hết, không có bị mà gãy hay là nứt vỡ gì cả ha. Tuy nhiên thì có một số vết gọi là nó bị chạy, bị rỉ bên ngoài thôi, mặt bên ngoài thôi. Rỉ mặt bên ngoài thôi anh em. Thì em cũng đã vệ sinh lại ha, cho nó láng mượt thì anh em về mà sử dụng luôn. Đây ha, đó, hàm của nó thì ở đây anh em, nó có sẽ có là hai cái máu cạo đây ha, hai máu cạo hai bên. Rồi lỗ thì nó sẽ có là tổng cộng là hai cặp lỗ ha, hai cặp lỗ đây. Tùy theo điều kiện mình cần dùng mình sẽ tháo ra để
di chuyển à, tùy theo cái mình đang cần sử dụng như thế nào đó. Thật sự là em cũng không biết mấy cái đó thiệt. Răng anh em, cái răng của cái bánh răng à, cái răng cái đen của cái chọc phía giữa anh em là cũng còn nguyên vẹn hết á, hoạt động trơn tru ra vào mượt mà luôn, từ đầu đến cuối luôn. Răng nhuyễn cho anh em mà khi mà anh em sử dụng á, nó sẽ nhẹ hơn, nó không có bị nặng nề à. Anh em đấy, nhẹ nhàng mượt mà luôn ha. Đấy anh em, rồi tổng thể luôn thì ở đây thì em sẽ đo luôn cho anh em. Thứ nhất là về chiều dài hành trình của cái chục này, chiều dài của cái máu cảo này, cũng như là cái bảng rộng của máu cảo, và cái đầu này cái size là bao nhiêu à, do cái này nó cũng khá là nặng anh em, quay nó hơi khó một tí ha. Đây tổng hết chiều dài của nó anh em, nếu mà này xuống hết luôn chắc khoảng 25 cm á. À, 25 cm anh em, 25 cm ha. Rồi cái phần máu, phần cảo này thì coi như là đây, em đo cái này giờ em biết rồi. Cái này thì cho anh em xem cho em cái thước ha. À, tổng hết là 32 cm nè, 32 cm ha. Đấy dạ rồi, cái máu cảo á, thì hai bên cũng còn nguyên vẹn luôn, không bị quát hay là bị nứt gãy gì hết em, nguyên vẹn hết ha. Đấy thì chỗ cái chọc này nó sẽ cái đầu này có cái đầu tì nhọn anh em, nó chống trượt nè, nó cũng còn nguyên vẹn luôn. Đấy ha, dạ rồi còn gì nữa không. À cái size trên đây, cái size của cái đầu này thì để cho anh em mà sử dụng, anh em nắm được anh em sử dụng ha, em phải sử dụng được với máy hay là sử dụng được với mỏ lết thì cờ lê gì đó. Rồi cái này em kẹp đây ha, em đo đây là 22 mm anh em, 22 mm ha, 22-23 mm gì đó. Rồi anh em sử dụng với cái mỏ lết hoặc là cái cờ lê gì đó ha, cờ lê miệng ha, mỏ lết hoặc là với phần máy gì đó, anh em kẹp vào, anh em sử dụng thao tác nó nhanh chóng hoặc là tiện lợi tùy theo anh em. À, anh em xem nè, tuy nhiên ở bên ngoài có một số vết gọi là chóc rỉ nhẹ, cái nước xi bên ngoài nè, nó không ảnh hưởng đến bên trong ha, không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như là không ảnh hưởng đến cái độ hoàn thiện và độ cứng của nó ha nè. Cái này cũng khá là nặng luôn nè ha, một cái cảo của Diêu ở đây ha. Dạ để em căng luôn cho anh em ha. Dạ tổng cân nặng của nó là 5.1 kg anh em, tổng cân nặng là 5.1 kg ha, mã số 12 trong video này anh em, một cái cảo của Diêu đây ha, một cái cảo của Diêu đây, mã số 12 trong video này. Dạ rồi tiếp theo thì qua mã số 13. Mã số 13 em giới thiệu cho anh em là một cái kìm chết của Virip ha. Ôi, kiềm chết của Virip, đây là cái dòng 7R ha, đây là cái dòng 7R anh em, có chữ Virip và logo hai người đã bắt tay nhau này ha. Đấy khá là sâu sắc luôn. Rồi đây là cái cây ba dòng cót anh em, ba dòng cót ha, anh em xem này, tổng thể bên ngoài nè, nước xi ha, nói chung là cây này anh em cũng còn khá là sáng đẹp thôi, có một số vết chóc rỉ nhẹ đây thôi ha. Đấy hàm em nguyên zin luôn ha, à, khép đều đẹp luôn ha nè. Đấy hàm là hàm thẳng 7R nè, anh em xem nè, khi bấm vào nè đều đẹp luôn ha, không vấn đề gì. Đấy, răng bên trong em tình trạng nè, không có bị là mẻ gì hết á, nói chung là có một số vết dập nhẹ thôi, hàng chắc dùng một hai lần nữa nè này nữa ha. Đấy tổng thể luôn, nguyên vẹn luôn. Cái cây này là của Diêu ở đây sản xuất ha, chữ khá là sắc sảo luôn nè, anh em xem nè bên ngoài ha. Đấy thì cái này có một số chữ anh em, người sử dụng trước họ khắc lên thôi à, không vấn đề gì hết ha. Ba dòng có ra 7R Virip, tổng hết chiều dài của nó khi em đo con chóp này là 18 cm ha, 18 cm. Mã số 13, cái này em đang để với giá là 700.000 ha, mã số 13, cây này còn rất là sáng đẹp anh em. Dạ tiếp theo thì em qua mã số 14. Mã số 14 là một cây, cũng là cây R luôn anh em, cây này size 10 inch ha, 10R Virip. Đây là cũng là cái cây 3 dòng cót ha, 3 dòng cót luôn.
à, cũng có được sản xuất tại Zero đây. Rồi tổng thể anh em xem nè, bên ngoài nè, cái nước xi ha, à, nó có một số vết bị rỉ nè, anh em xem kỹ nè, em để nguyên cho anh em nè, thấy cận cảnh luôn ha, à, nó dễ dàng hơn cho anh em tình trạng ha. Đấy, phía bên hông này luôn anh em, à, cái hàm đây luôn anh em. À, mặt bên đây ha, mặt bên đây. Đấy, nói chung là cái chỗ này cũng có người sử dụng trước họ khắc lên nè anh em. À, cái hàm này anh em, cái hàm này có xử lý nhẹ lại tí xíu, à, một tí xíu thôi, không vấn đề gì hết. Đấy, hoạt động sử dụng là cũng bình thường luôn. À, khi anh em khép là cái hàm này cũng khá là đều và đẹp luôn anh em, à, khá là đều ha. Răng bên trong anh em tình trạng còn khá là mướt nè ha, không có bị gọi là cắn dập mẻ gì hết ha. Rồi răng phía trên luôn, đấy anh em xem nè, còn rất là đều thẳng đẹp luôn. Anh em mà cái này là những cái anh em mà về mà sử dụng ha, thoải mái luôn, chất lượng rồi, hàm thiết kế là liền từ đây tới cuối phần đây luôn, chỉ có đúng một cái con chốt chỗ này và con chốt chỗ này thôi. À, anh em sử dụng ha. Dạ rồi, dạ tổng hết chiều dài của nó là 22cm ha, 22cm một cái kiềm chết của Virip. Đây là dòng 10R, 3 dòng cốt. Em đang để với giá là 800.000 ha, mã số 14. Tiếp theo thì em qua mã số 15. Mã số 15 là một cái combo hai cái vít ha, cho anh em mà cũng dễ mua, dễ sử dụng ha. Dạ rồi, cái này là của hãng BB, à, của hãng BB, Swissmatch anh em. À, rồi, xuống đó thì cái dòng này đến từ Thụy Sĩ ha. Cán là bằng nhựa. Trên thân cán này cũng có một số vết cắn ở trên đây. Anh em xem kỹ, cận cảnh luôn. À, có một số vết cắn ở trên đây ha anh em. Rồi, cái này là cái ba ke PH3 ha anh em. Ba ke PH3. Về cái mũi vít nè, anh em xem nè, tình trạng nè, nó có một số vết rỉ ở đây thôi. Nó không phải là bị tuột hay là bị trượt gì hết anh em. À, anh em về sử dụng tốt bình thường, pake PH3 ha. Và cái phần chỗ này thì nước xi còn khá là sáng đẹp luôn. Đấy, chỗ này có một cái khớp này, anh em có thể là dùng cái khóa để chờ lực anh em vặn mở. Rồi kèm theo là cái cây còn lại là cái cây vít dẹp ha. Cái này là vít dẹp 5 ly, cũng của hãng BB Swissmatch luôn ha. Cán là cũng là bằng nhựa luôn, cùng một loại nhựa như thế này. Nhựa này họ sản xuất rất là cứng anh em, rất là cứng. Cho anh em xem cái tình trạng nè, nó bị gọi là cắn dập, rất là chỗ có nhiều vết cắn dập đây, nhẹ dưới đây ha, nhưng mà nó không bị bể nè, nó không bị bể ha. Đấy, anh em sử dụng là thoải mái luôn. Giờ tổng hết chiều dài của nó là 27cm ha, 27cm. Cái đầu vít của nó thì nó dài 15cm. À, giờ còn cái vít ngắn này, vít lùng này thì nó là một cái vít dẹp ha, có hai cây để ra cho anh em. Rồi dài 8cm, à, một cái vít dẹp 5 ly. Dạ rồi, một cái combo này của hãng Swissmatch, xin lỗi anh em, của hãng BB, à, được sản xuất tại Thụy Sĩ. Cặp này mã số 15 em đang để với giá là 200.000. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 16. Mã số 16 là một cái vít cổ. Một cái vít cổ, vít lâu đời ha, của hãng là đây, cái hãng Stanley anh em, của hãng Stanley gì đấy ha. Đấy, à, hàng được sản xuất tại Zio ở đây luôn nè, Made in Zio ở đây nè anh em. Thì cây này là cây vít nhấn anh em, cây vít nhấn cán gỗ ha, vít nhấn cán gỗ. Tình trạng nè, cán gỗ được sơn trên đây, à, tuy nhiên thì nó có một cái số vết gọi là cắn nhẹ nhẹ dưới đây, chóc chóc nước sơn thôi anh em. Cái phần gỗ cũng còn nguyên vẹn luôn, nước xi cái phần thân khá là sáng đẹp, không vấn đề gì. Đây là cái vít nhấn và có tự động được luôn. Anh em mà sử dụng thì anh em bung mở này ra ha, xoay nè, nó sẽ bung ra, khá là dài luôn anh em. Thì anh em mà sử dụng thì anh em nhấn vào, nó sẽ xoay, đấy, rất là mượt mà luôn nè anh em. Anh em muốn đảo chiều, đây có nút đảo chiều, anh em kéo lên, nó sẽ xoắn theo cái chiều mà mở ốc ra ha. À, rồi bây giờ anh em không thích nhấn. Anh em không thích nhấn thì anh em sử dụng là xoay, xoay theo kiểu những cái vít tự động anh em ha, được luôn nè. Đấy, đảo chiều ha, siết vào nè ha, thoải mái luôn.
Đấy, anh em nhấn vào, anh em sử dụng xong anh em nhấn vào đây, anh em khóa lại ha. Anh em khóa lại xong thì anh em sử dụng giống như cái vít nhấn luôn nè. Xin lỗi anh em, giống như một cái vít tự động ha. Dạ rồi, tổng thể là nguyên vẹn luôn. Cái này thì chỗ này nó có một cái số dòng chữ người sử dụng trước có khác lên thôi. Đấy. Đây, Yankee anh em Stanley gì ha, Make in Zero đây nè. Tổng thể là nguyên vẹn còn cái mũi vít chỗ này tháo ra được luôn anh em. Anh em có thể là thay lắp được nhiều cái mũi vít khác nhau ha. Đây, cái mũi của nó cũng là mũi Yankee luôn ha. Đấy, 3112 anh em, cùng một cái dòng trên cái cây này nó đóng ha. Đấy. Thì anh em lắp vào nó sẽ khóa lại. Ha. Rồi, xong một mũi vít dẹp. Dạ rồi, cái này mà anh em tổng hết chiều dài khi anh em bung ra ha. Em gắn là mũi vít không chặt. Rồi, tổng hết chiều dài khi anh em bung ra nè. À, nó khá là dài luôn anh em. À, tầm khoảng 70cm anh em, 70cm luôn ha, tổng hết chiều dài của nó 70cm luôn nè. Đấy, anh em xem ha. Đó. Rồi mà khi mà anh em thu gọn lại. À, khi anh em thu gọn lại nè. Đấy, ha, cũng vừa vặn thôi, nhìn này cũng dễ dàng hơn. À, tổng hết chiều dài nó là 50cm anh em, 50cm ha. Dạ rồi, một cái vít nhấn của hãng Stanley sản xuất tại Diêu đây, mã số 16, cái này em đang đẩy với giá là 500.000, tình trạng nguyên vẹn, hoạt động sử dụng là bình thường ha nè. Một cái vít cổ của Stanley, vít nhấn có tự động luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 17. À, 17 cũng tương tự như vậy luôn. À, cũng một cái kiểu như vậy, nhưng mà cái này thì của hãng Vessel ha, cũng được sản xuất tại Nhật. À, đây. Đây, của hãng Vessel. À, được sản xuất tại Nhật anh em. Rồi, cái này nó cũng thiết kế là theo kiểu là giống như thằng kia đó. Cũng nhắn luôn, nhắn xoay. Lò xo hoạt động sử dụng bình thường, ngon lành ha. Đảo chiều nè. Đó, hai chiều luôn. Này muốn siết vào hay là mở ra tùy theo anh em. Rồi, kén là cũng kén gỗ. À, anh em xem bên ngoài nước xi nè, tình trạng của cái này ha. Đó, nguyên vẹn hết, không vấn đề gì cả, hoạt động sử dụng là cũng bình thường luôn. Cái mũi vít thiết kế là cũng lắp theo kiểu như cái khóa của cái kia. Hả? Rồi, tổng hết chiều dài của này, khi anh em duỗi thẳng ra. À, nó là 50cm anh em. 50cm ha. Đấy. Rồi, khi mà anh em thu gọn lại nè. Thì tổng hết chiều dài của nó là 38cm ha, 38cm. À, tổng thể là nguyên vẹn hết, không vấn đề gì cả. Chỗ này anh em, chỗ này là cái nắp này anh em mà mở ra thì có bên trong có chứa một cái thanh lò xo á. Thanh lò xo này thì để giữ trường hợp mà anh em nhấn xong nó nhả ra anh em. Đó là cái thanh lò xo bên trong. Đấy, dạ rồi, một cái vít của hãng Vessel ha, hàng của Nhật này, cũng là dòng đời cổ anh em, đời cổ rồi đó. Mã số 17 cái này em đang để với giá là 250.000 ha, mã số 17 250.000. Tiếp theo thì qua mã số 18. Mã số 18 em giới thiệu cho anh em là một cái máy mài, máy mài dao anh em. Máy mài dao ha. Rồi, ở đây nó có, em có một cái máy mài dao cũng có nhiều bước nè. Nó có tổng cộng là 1 bước, 2 bước, 3 bước ha. 3 bước mài. Bên đây mài phé, lấy mài mền đó là mà lấy nhẵn lại luôn ha. Rồi, thì nó có đánh số đó. Anh em dễ dàng sử dụng luôn, số 1, số 2, số 3. Số 1 nó có hai má bên trái bên phải, bên số 2 cũng hai má luôn, bên số 3 cũng hai má. Cả hai mặt luôn ha.
Rồi tổng thể anh em xem nè, cái này của Chip Joy ha, cũng có mấy dòng em trước đó em cũng bán, cũng có hãng này luôn, cũng có nhiều anh em đã hỏi ha. Đấy, ở chân thì nó có bốn cái đế cao su nè, anh em để lên cái bàn kính hoặc gạch men của mình á, nó sẽ giữ chặt đó, nó không bị rung hoặc bị trượt đi, anh em dễ dàng sử dụng. Rồi bên trong ở dưới đây thì nó sẽ có là gì, cái tem thông tin nhà sản xuất gì đó ha. À, và lưu ý với anh em, đây là cái máy dùng điện 120V ha, 120V 80W, hàng được sản xuất tại Gilray, có số seri luôn nè. À, rồi tổng thể nè, ốc bé con gái là sáng đẹp luôn, bên trong đây em thấy ha, cái quạt luôn nè, quạt tản nhiệt cho cái motor đây ha. Đấy, hoạt động sử dụng là bình thường, chỗ này có công tắc luôn ha. Rồi thì để em thử luôn cho anh em ha, bây giờ hôm nay có chuẩn bị được máy này cho anh em thử luôn cho anh em dễ dàng hình dung hơn ha. À, dây nè, à, dây là nguyên vẹn của nó luôn. Đấy, anh em xem, đây là dòng điện 120 anh em, dòng điện 120 á, anh em lưu ý, anh em dùng đúng điện. À, anh em sử dụng thì anh em cắm điện vào, rồi anh em chỉ mặt công tắc lên thôi, ha. Anh cắm điện và anh bật tắt lên thôi ha. Đấy. Bên đây là thiết kế là theo kiểu là một cái bánh xoay, còn cái này là bánh theo kiểu là nó chà anh em, chà tới chà lui ha. Thì bước 2 và bước 3 nó như vậy, còn bên đây là bước 1 mày phá đi thì nó sẽ thiết kế là cái bánh nó sẽ xoay. Đây, em cận cảnh luôn cho anh em ha. Đấy, bên đây là hai mặt nó xoay nè. Còn bên đây là nó theo kiểu là nó chà ha. À. Nhưng giống như cái thao tác mà mài dao của mình thấy không? À, đấy. Rồi, bên trong đây để sao quay làm sao cho anh em thấy được cái đá của nó nè. Chắc cũng hơi khó thấy nè, anh em cố xem giúp em. Bên trong là mặt đá của nó nè, còn rất là mướt đẹp luôn, cả hai mặt luôn ha. Đấy, anh em xem ha. Còn bên đây cũng vậy luôn, các bước nè. À, đấy ha anh em, số 2, số 3 vậy nè ha anh em. Trên đây này có một số vết sọc cái dao nữa sử dụng trước nè. Đấy. À. Rất là dễ dàng luôn, rất là thuận tiện mà nhanh chóng cho anh em mà. Anh em chỉ cần kê dao vào nhút thôi ha. Đấy là nó sẽ mài giúp cho anh em làm bếp đồ, dù cho gia đình rồi ha. Đấy, rất là nhanh. À, dễ dàng luôn. Một cái máy mài dao bao gồm 3 bước của hãng Chip Joy Made in Zero đây. Cái này dùng điện là 120 nha anh em. À, dùng điện 120 nha. Đó, công tắc on off đây nè. Đó. Đó, có cái đế anh em để trên bàn nè. Bàn kính nó gạch men rồi nó không chống, nó chống trượt, nó hít lại. Dạ rồi, mã số 18 ha, cái bộ này em đang để với giá là 850.000đ. Để em cân thử luôn cho anh em cái trọng lượng của nó nha. À, tổng hết cân nặng của nó là 1,9kg ha, 1,9kg anh em, mã số 18, 850.000đ. Tiếp theo thì qua mã số 19. Dạ, mã số 19 là một cái bộ lục giác. Này cũng của hãng BB luôn nè. À, BB ha. Rồi, cái này thì cái này là cái khay, cái vỏ này thì để từ 1.5 tới 1.10. Nhưng mà thực tế nó có thiếu hai cây thì để dễ dàng hơn thì em sẽ giới thiệu cho em từng cây là nó còn sai gì ha. Cái còn cây là 10 ly nè, 8 ly, 6 ly, 5 ly, 3 ly, 2 ly rưỡi, 1 ly rưỡi ha. Nó sẽ có những cái cây có trong đây là như vậy. Rồi, tình trạng là anh em xem ha.
Rồi, nó sẽ có như thế này. Thì do là chắc có lẽ là nó nằm ngoài bãi hay sao anh em, cái phần mà nó nằm ở trong cái phần nhựa, cái khay nhựa, vỏ nhựa thì nó gần là rất là đẹp, còn bên ngoài nó có một số vết rỉ rỉ ố tí xíu. Tuy nhiên thì cái đó nó cũng không ảnh hưởng từ cái việc sử dụng của mình ha anh em. Đấy anh em xem nè, nói chung là có một số vết rỉ ố trên này nè anh em. Đó, tình trạng ha. Rồi thì cái này anh em 8 ly. Xin lỗi em, 10 ly, 8 ly, 6 ly, 5 ly, 3 ly, 2 ly rưỡi và 1 ly rưỡi ha. Cũng của hãng là BB anh em, Swissmed ha. Thì các cây đều có chữ mộc chập dập chìm trên đây, chữ dập chìm trên đây. Đấy, thì riêng có cái cây này 10 ly, 8 ly, 6 ly nè. Riêng có cây này thì được khắc laser ha. Coi như là đủ bộ, coi như là cho một bộ cho anh em. Đấy. Rồi, bộ này bao gồm 7 cây ha, bao gồm 7 cây. Còn luôn cái vỏ này cho anh em dễ dàng. Thì có cây thì cũng có một số vết rỉ ố trên đây, anh cũng đã xử lý lại, anh em về sử dụng thì vô tư rồi ha. Đầu là đầu bi ha, đầu bi thì những cái vị trí mà nó hơi gọi là hơi nghiêng góc một tí xíu ha, hơi nghiêng góc một tí xíu thì anh em vẫn có thể là sử dụng được luôn, dễ dàng nó vặn mở anh em. Đấy, đầu đầu bi ở những vị trí mà nó hơi nghiêng qua một tí thì anh em vẫn có thể đưa vào vặn mở được luôn ha. Đấy, thiết kế là cái hộp nó giữ lại nè, cái khay nó giữ lại cũng khá là chặt anh em, nó không có bị gọi là tuột trượt ra ha, dễ dàng cho anh em quản lý luôn. Bộ này anh em, chiều dài của nó, chiều dài của nó ha, đây size của nó là anh em tầm khoảng là 14 cm ha, 14 cm là cái cây dài nhất. Dạ rồi, một cái bộ lục giác của hãng BB. Tình trạng thì nói chung là có một số vết rỉ ố trên đây, nhưng mà cái chất thép của con này rất là cứng, anh em sử dụng thì thoải mái rồi, không có sợ bị hư cái đầu hay bị cong cái cây đâu. Mã số 19 thì cái bộ này em đang để với giá là 200.000. Mã số 19 200.000. Tiếp theo thì qua mã số là 20. Cái một cái súng phun sơn, một cái súng phun sơn của hãng Meiji, gì đây anh em. Thì cái này là hàng của Nhật anh em, Japan. S32 gì đó. F75 nè. Rồi, cái này là súng phun sơn dùng hơi đây. Nó có một cái khớp nối trong này. Anh em lắp cái ống vào, anh em để cái khớp nè. Có những cái khớp này anh em giữ chặt. Rồi cái này có điều chỉnh đây anh em, điều chỉnh đây luôn ha. Điều chỉnh đây luôn, điều chỉnh đây luôn, ba cái nút điều chỉnh. Em không biết mấy cái này để làm gì. Cái nút mà nhấn anh em để phun đây nè, nó rất là mượt luôn anh em. Rất là mượt luôn nè. Rồi có mượt luôn. Đấy, chỗ này có thiết kế là một cái vị trí để em gắn cái bình sơn vào. Còn ở trên này móc treo, anh em sử dụng thì anh treo lên. Rồi cái bét, cái đầu đó ra thì bây giờ em mở luôn cho anh em xem cái số đi. Có nhiều anh em hỏi số mà em không biết cái này. Này gì vậy? Này có 012 vậy anh em. Này em chỉ thấy đúng cái số 012 thôi anh em. Chỉ thấy đúng 012 thôi nha, em không thấy số nào khác. Em không biết thật. Đấy. Anh em xem ha, bên này cũng có 012 bên ngoài đây. Điều chỉnh đi đây ha. Rồi, nó ra vào này trơn tru mượt mà luôn ha anh em. Dạ rồi, thì em sẽ đo luôn cho anh em cái thứ nhất là chỗ khớp này, thứ hai cái này nữa ha. Chỗ này cái ren của nó nè. Đấy, em đo đây là 13 mm nè. 13 mm ha, một cái ren anh em lắp cái bình sơn vào hoặc là cái ống, cái ống truyền sơn trường hợp nhiều ha nè. Rồi cái chỗ này thì em đo đây là 9 ly. 9 ml đó. Rồi anh em xem ha, tổng thể luôn, bên ngoài nè, còn nguyên vẹn luôn, không có bị mà rỉ sét sâu gì hết á, bề mặt còn khá là láng mượt, tay nhắn là mượt mà luôn anh em. Rồi một cái súng sơn mã số 20, cái này em đang định với giá là 450.000 anh em. Mã số 20 450.000. Sử dụng khá là mượt mà luôn anh em. Đấy, rất là vừa vặn tay mà luôn ha. Rồi, dạ rồi, mã số 20 450.000. Tiếp theo thì em qua mã số 21. Mã số 21 thì em giới thiệu cho anh em là một cái thước cuộn ha, một cái thước cuộn.
cái thước cuộn này dài 30 mét nha, của Yamayo này, steel lon như anh em 3x gì đó. Rồi cái này là cái hộp, cái khung là bằng nhựa, tình trạng còn khá là mới anh em, mà trên này có một số vết dơ cho này thôi, cái này em về vệ sinh lại sạch sẽ không vấn đề gì hết, em để nguyên sử dụng không sao. Chảo tay cầm anh em cái phần màu đen nè, móc có lớp cao su anh em, cầm nó êm lắm, em cầm nó êm, nó chắc tay lắm ha. Anh em sử dụng chỗ này có phần này cũng cao su luôn, anh em tì xuống rồi em kéo ra ha. Rồi cái phần tay, phần dây nè, là nhớ là cái phần tay quay này ha, bung ra trước nè, rồi anh em kéo ra nè. Rồi số 0 được bắt đầu chỗ này ha. Chỗ này có gì đây, steel lon này ha anh em, 30 mét chuẩn zip luôn nè anh em, GWA gì đây ha. Rồi nó sẽ có như thế này, chỗ này đây steel tie anh em. Em thấy là nếu mà như vậy thì cái này anh em, bên trong nó sẽ có những cái sợi thép, sẽ sợi thép ở bên ngoài nó được bọc bằng lớp nhựa hay là lớp nhựa anh em, thì cho anh em mà cái dây này nó bền hơn mà nó không có bị ảnh hưởng cái tay chân của mình ha, không có bị cấn vướng hay xước tay, nhưng mà cái chất lượng của nó vẫn đảm bảo cứng cáp, nó không có bị một cái vấn đề gì đó mà mình không mong muốn ha anh em. Ở Yamayo đây, tên công ty ha, made in Japan đấy ha. Rồi trường hợp ví dụ như tới 1 mét thì nó có là cái số màu đỏ luôn nè, 1 mét là số màu đỏ luôn ha. Rồi ví dụ như trong cái giữa quãng đường mà giữa 1 và 2 á, thì sẽ có để số 1 120, anh em dễ dàng xác định. Ví dụ như tới chỗ này số 10 này, anh em nhìn vào này có 2 nè, 2 mét 1 nè, dễ dàng ha. Rồi bên trong rất là sáng đẹp luôn. Cái dây này anh em thiết kế nè, nó cứng như thế này ha, nên khó mà bị gối, khó mà bị rối được. Bị rối là anh em quay vào rất nhẹ, mượt luôn, tay kéo được ha, nguyên vẹn hết anh em, không vấn đề gì cả ha. Cái này là 30 mét anh em, 30 mét nè, một cái thước cuộn ha, còn khá là sáng đẹp luôn. Dạ rồi, cái này mã số 21 em đang đề với giá là 450 nghìn, để em cân thử luôn cho anh em cái trọng lượng của nó ha. Tổng cân nặng của nó chỉ 900 gram thôi anh em, 900 gram ha, mã số 21 450 nghìn. Tiếp theo thì qua mã số 22. Mã số 22 là một cái bộ lê ống. Bộ lê ống anh em. Bộ lê ống thì cái này là bộ này dùng máy anh em, hoặc là dùng cần tự động ha. Đầu size của nó là 3/8 anh em, 3/8 ha. Rồi của hãng Super, hàng này là của Nhật. Rồi, giới thiệu cho anh em cái chén bên trong đi. Đây, made in Japan. Rồi cái hàm mở này 45 độ anh em, của hãng Super nè. Đấy anh em sử dụng nè ha. Rồi các chén bên trong là anh em xem nè ha. Nói chung là cũng còn khá là đều đẹp anh em, có một số dấu vết, có một số dấu vết. Tuy nhiên thì cái này cũng không ảnh hưởng gì cả anh em ơi. Không ảnh hưởng gì cả ha. Không có bị sâu gì hết ha. Anh em mà sử dụng thì vô tư, thoải mái ha. Để em thử luôn cho anh em ha. 3/8 nè. 10 ly nè. Anh em mình sử dụng với máy khoan nữa ha, thao tác nó nhanh, thì tùy theo cái điều kiện của mình cần làm anh em. Đấy. Đó nè, em là em cũng phải
tập thôi chứ em không có chưa sử dụng mấy cái này á, anh em xem thông cảm giúp em ha. À, một cái bộ loa ống của hãng Super, hàng của Nhật. Cái này là có thiết kế một cái đầu anh em lắp với máy được luôn. Lưu ý với em đầu này là size 3/8 nha, 3/8 nha anh em. Dạ rồi, một cái bộ loa ống giới thiệu anh em trước là các loại ống, các size ống sử dụng trong bên này nó sẽ bao gồm là 1/4 nè, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ha, cũng có nhiều cái size anh em sử dụng ha, nhất là 1/4 và 3/8 đó nè. Dạ rồi, mã số 22, bộ này em đang để với giá là 1.100.000 ha, một bộ loa ống bằng máy ha, của hãng Super. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số là 23. Mã số 23 giới thiệu anh em là có bộ khẩu ha, bộ khẩu rất là nhiều đầu cũng như là có một số cần phục vụ cho anh em, một cái cần siết. Rồi, bộ này nó sẽ có bộ gồm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bao gồm 14 đầu khẩu ha. Rồi, từ các số này. Số lớn nhất là số 32. Tiếp theo là 30 anh em, tình trạng là của hãng Ton hết ha, còn khá là sáng luôn. À, có chuẩn zip luôn nha anh em. Kế đến nữa là số là 26 và 24 anh em. 26 và 24 ha. À, vòng khóa cũng còn nguyên vẹn luôn. Size một là 1/2, anh em dùng với máy bánh bu lông rồi đó, dễ dàng luôn ha. Dạ rồi, tiếp theo thì là số là 22 và số 21 ha, 22 và số 21. Thì có cây á, thì nó đóng chỗ này, cái đóng chỗ kia, nhưng mà cùng của hãng to hết, cùng một cái mẫu ha anh em. Đấy. Tiếp theo là số là 20 và 19. À, 20 và 19. 17 và 14 anh em, 17 và 14 nè. Rồi. 13 và 12 ha, 13 và 12. Rất là nhiều số phục vụ cho anh em luôn. Đó, 10 và 11 ha. Coi như là 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Hết nhớ rồi. Nó chưa là trong cái video em mở quay chi tiết cho anh em đó. Rồi các cần á thì nó sẽ có là một cái cần siết tự động nè, một cái cần siết ngang, một cái tay quay, một cái đầu lắc léo và một cái cần nối dài ha. Rồi, cần tự động trước. Đây cũng hãng to luôn anh em, 371 đây, hoạt động sử dụng là cũng bình thường ha. Răng nó cũng còn hết nguyên vẹn hết, không vấn đề gì cả anh em. Đảo chiều nè. Bi khóa khẩu là ngon lành bình thường, anh em lắp vào nó sẽ giữ lại, nó sẽ không bị rơi rớt khẩu ra ha. Rồi, cái đầu này anh em cũng hoạt động luôn ha. Tình trạng của cây này cũng khá là sáng đẹp luôn, cũng hãng to hết luôn nha anh em. Giờ đó, chiều dài của cái cần này 27cm anh em, 27cm ha. Đó, chung là cũng có một số vết rỉ ố nhẹ thôi, hàng trùng lướt anh em. Còn khá là mướt. Cái cần này á, thì nối dài của nó nè, thì nó chiều dài của nó là 15cm nè. Những vị trí sâu bên trong á, anh em đưa vào, anh em vặn ha. Giờ rồi, kế đến nữa cái cây này, cái cần siết này là siết đối với những cây, những cái con ốc mà nó cứng hay nó cứng, anh em cần phải siết mở ra gì đó, hoặc là siết vào chặt gì đó, anh em sử dụng những cái cây này ha. Cũng có hãng to luôn nè. Rồi, bi khóa khẩu rồi ha. Giữ lại nè, dễ dàng cho anh em luôn. Có một cái lỗ có thể là anh em dùng theo kiểu như T luôn ha. Rồi, tổng thể luôn anh em, nước xi còn khá là sáng đẹp. Phần tay lăn nhám nè, anh em phục vụ cho anh em mà tay chân mà dầu nhớt, anh em cầm nó bám tay nó không bị trơn trượt gì ha. Này, bên đây trên đầu nó có một số vết rỉ ố nè, tuy nhiên nó có không ảnh hưởng đến kết cấu cũng như là cái độ hoàn thiện của nó anh em, cũng nguyên vẹn thôi. Góc cạnh này sắc sảo. Cây này thì chiều dài của nó là 30cm, 30cm. Rồi, kế đến nữa là một cái tay quay. Tay quay này cũng của hãng Ton luôn nha anh em, một của hãng Ton luôn. Đấy, tay quay thì cái phần kén nó không xoay được, anh em quay này. Anh em mà sử dụng ha. Đấy.
Bên ngoài anh em xem nước xi nè, chung là có một số vết nhăm 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 trên đây thôi, còn khá là mướt đẹp thôi. Anh em về sử dụng thoải mái và hãng ton. Đặc biệt này cũng là còn hoạt động sử dụng được bình thường luôn. Dạ rồi, thì cái này là tổng hết chiều dài của cái cây này á, tầm khoảng 40 cm ha, 40 cm. Đây nó có một thêm cái đầu lắc léo, những cái vị trí mà nó hơi xéo một tí nè, anh em vặn á, là anh em sử dụng những cái đầu chuyển như thế này để nó hỗ trợ cho anh em những cái con ốc mà nó nằm hơi xéo cho hơi trong ngách một tí á, anh em sử dụng ha. Đây, hoạt động sử dụng được bình thường, các khớp luôn nè, bi cũng hoạt động luôn ha, không vấn đề gì. Dạ rồi, bộ này bao gồm là ba cái cần, ba cần siết, một cái cần nối, một cái đầu lắc léo, 14 cái đầu, tổng cộng là 14 cái đầu khẩu ha, xài khá là to. Còn có luôn cái hộp này, và cái hộp này nó hơi lệch tí xíu. Cái hộp này thì nó hơi khác thông tin tí xíu nè, coi như để là ghép cho một hộp trong đây thì để anh em mà dễ dàng sử dụng ha. Đấy, cái hộp này ha, tình trạng nó nguyên vẹn luôn, cũng của hãng to luôn ha nha, của hãng to luôn. Đó, anh em sử dụng xong thì có thể là bỏ vào hộp đây, dễ dàng quản lý, anh em mang đi làm nó cũng dễ hơn. Sách đây nè, không có bị thất lạc mất tầm, không bị thất lạc món gì cả ha anh em. Mà số 23 anh em để âm căng thử luôn cho anh em nha. Tổng hết cân nặng của cái bộ này anh em, tổng hết cân nặng là 5 kg anh em, tổng hết cân nặng là 5 kg ha. Rất là nhiều chi tiết, rất là nhiều chi tiết mà. Dạ rồi, mã số là 23 trong video này ha, mã số 23. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 24. Mã số 24 thì là một cái thùng đồng nghề nè. Một cái thùng đồng nghề, đây. Rồi, một cái thùng đồ nghề. Cái này là hàng của Nhật anh em, hàng của Nhật ha. Đây có cái logo gì ha anh em, logo gì đó, cái gì ngôi sao em không rõ nữa, chữ ở trên đây ha, thông tin gì đó. Phần phía trên là màu đỏ, phần phía dưới là màu đen ha. Rồi, thông tin ở đây nó có cái kích thước luôn nè anh em, có kích thước nè, 35 nhân cho 350 nhân cho 200 nhân cho 150. Rồi, thì chiều dài của nó là 35 cm anh em ơi. 35 cm ha. Còn cái chiều rộng của nó là thông tin là 20, như là 20 cm anh em, 200. Còn chiều cao là 15. Chiều cao là 15. Đó, các nút các chốt anh em vẫn còn hoạt động trơn tru bình thường, không vấn đề gì cả ha. Nói chung là cũng bị nó hơi lỏng một tí xíu, tại vì hàng nó đã qua sử dụng anh em. Nhưng mà tuy nhiên á, về hình thù, hình dáng hoạt động sử dụng là vẫn bình thường hết, không vấn đề gì cả. Đây, thiết kế theo kiểu anh em. Thiết kế theo kiểu là nhiều anh em gọi là những cái hộp loại của mấy chị em mà hay làm nail, làm móng á. Khi anh em mở ra như thế nè, hai cái găng cho nó bung ra, thì những cái đồ to anh em để dưới đây nè, nó sẽ hiện ra luôn, anh em khỏi phải mà bươi tìm gì hết. Trên đây thì để những cái đồ nhỏ trên đây ha. Đấy, để những đồ nhỏ đây anh em dễ dàng lấy với tới được. Còn khi anh em đóng lại nó ship lại ha, mở ra nó sẽ bung ra, hiện ra, anh em lấy nó dễ hơn, lấy trên nó dễ luôn. Đó, nhiều ngăn như vậy. Rồi, bên trong anh em, bên trong nè, anh em xem nè. Nói chung là cái vết chày xước rất là ít ha. Bên trong đó vết chày xước rất là ít luôn, anh em mà dễ dàng sử dụng thì cái này đã anh em. Tình trạng thì vết chày xước bên trong khá là ít như vậy thì chứng tỏ là lúc trước người ta sử dụng cũng khá là ít. Anh em mà về sử dụng cũng thoải mái luôn, quan trọng trơn tru mượt mà luôn. Chỗ này nó có một cái khóa bên đây, anh sử dụng xong khóa lại, anh em khóa xong thì anh em có thể là mang ginh đi được luôn ha, không có đề gì. Đấy, các chốt của nó nè anh em xem ha, tuy nhiên bên ngoài có một số vết chóc rỉ nhẹ thôi,
một con số vết cắn nhẹ. Nói chung là cắn này cũng không ảnh hưởng tới gọi là cái kết cấu cũng như là ảnh hưởng gọi là đến cái thùng nó quá sâu ha nè. Đó. Mặt phía sau ha. Và cái bản lề họ thiết kế là được uống trực tiếp từ hai cái thân của hai thùng anh em. À, bằng thử cái thân của thùng phía trên và phía dưới. Đấy. Và xuyên suốt từ đầu đến cuối cho nên là chắc chắn ha. Không lo sợ bằng vấn đề gì cả. Rất là bền chắc luôn. Và đặc biệt với anh em là cái thùng này không bị thủng hay lủng gì hết nha. Thùng anh lựa chọn rất là kỹ ha, không bị thủng bị lủng gì hết, anh em về sử dụng thôi. Dạ rồi, mã số là 24 ha, cân nặng của nó luôn nha anh em. Và tổng cân nặng là 3,1 kg anh em, tổng cân nặng là 3,1 kg ha, thùng cũng rất là dày luôn anh em. Ở tay sách nè. Nhẹ nhàng. Mã số 24 trong video này em đang để với giá là 400.000 ha. Mã số 24 400.000 một cái thùng đồ nghề của Nhật ha. Dạ rồi, đây là mã cuối cùng trong video. Anh em thấy có món nào mà vừa ấy hoặc là đúng với nhu cầu của mình đang cần sử dụng thì anh em liên hệ giúp em trực tiếp qua số điện thoại 0896996883. Anh em báo giúp em mã clip là 218 kèm với mã sản phẩm anh em đang quan tâm trong khi anh em đang xem video nãy giờ á. Để mình sẽ trao đổi cụ thể hơn, chính xác hơn nha anh em ơi. Dạ rồi, em xin kết thúc cái video tại đây. Xin kính chúc tất cả anh em thật nhiều sức khỏe ha, làm ăn phát tài phát đạt. Và cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho em trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo.